Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự cộng đồng. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, trên tạp chí Việt Today Magazine số 4 và 5 năm 2010 có đăng một bài dài để khen ngợi Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Green New South Carolina. Một ban chấp hành cộng đồng trẻ tuổi, năng động và có hiệu quả, chủ tịch là anh kỹ sư Võ Phương. Anh được bầu lên năm 2007, lúc bây giờ mới có 26 tuổi. Và đến năm 2011 thì được cộng đồng rất là yêu mến, tín nhiệm và bầu lên nhiệm kỳ 2. Anh thường đi công tác xa nhà nhưng mà luôn luôn nhớ đến cái nhiệm vụ đối với cộng đồng. Và hôm nay nhân dịp được về Greenview để nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, anh có dành cho chúng tôi một buổi gặp gỡ ngắn sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào anh Võ Phương. Dạ, xin kính chào bác. Anh có thể cho biết sơ qua về những cái thành quả của Ban chấp hành cộng đồng trong năm 2012 vừa qua không ạ? Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Thưa bác, năm 2012 vừa qua đó thì đầu tiên là cộng đồng mình tổ chức đêm mừng xuân cho cộng đồng. Vào tháng 4 thì cộng đồng mình cùng với Hội Cựu Quân binh Người Mỹ tổ chức cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Vào tháng 5 đó thì Ban chấp hành cộng đồng cùng với một số bác đại diện đã đi đến gặp ban giám hiệu trường tiểu học Bushy Creek để yêu cầu họ dời lá cờ đỏ sao vàng và thay vào đó là lá cờ vàng của mình. Hè thì cộng đồng ta có tổ chức đá banh cho các anh thanh niên ở nhà thờ xung quanh đây, và cũng có làm lễ tưởng niệm nhớ tới ngày 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung thu thì tháng 9 vừa qua mình cũng có làm tại chùa Linh Quang. Và tháng 11 vừa qua thì mình cũng cổ động bà con ghi danh đi bầu cử. Và đặc biệt là trong hai kỳ năm nay mình cũng có cổ động tất cả mọi người cùng ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam mà đài SPTN đã khởi xướng. Và đi DC để biểu tình. Dạ vâng, tháng 3 và tháng 12. Dạ. Và hôm nay là đang chuẩn bị Tết phải không? Dạ vâng, hôm nay thì đang chuẩn bị Tết sắp tới đây. Dạ. Vâng, thưa quý vị, qua cái bài báo ở đây cũng như là những cái hoạt động thực tiễn của anh Võ Phương vừa trình bày, thì để xin hỏi anh là cái nguyên nhân nào đã khiến anh hết sức là tích cực dấn thân phục vụ cho cộng đồng như vậy? Dạ, thật ra nguyên nhân chính là chẳng qua là chúng con chỉ học hỏi từ những gương sáng của các bác, các chú đã đi trước. Tại vì như bác cũng biết là lúc con mới qua Mỹ thì lúc đó 13-14 tuổi thì mình cũng gọi là chưa biết gì. Thì cũng may có các bác là những người đã hy sinh đứng ra để tổ chức những cái sinh hoạt cho cộng đồng. Thì qua đó thì chúng con đây mới được tiếp tục duy trì những cái văn hóa của người Việt mình. Thì bây giờ tới cái tuổi có thể gọi là đã trưởng thành rồi mà mình không có nhận ra được đó là trách nhiệm của mình thì chỉ tội cho thế hệ sau này sẽ không còn biết thế nào là văn hóa Việt Nam nữa. Dạ. Yeah. Và ban chấp hành cộng đồng đang chuẩn bị Tết từ mấy tháng nay phải không? Anh có thể nói qua chương trình Tết Quý Tỵ 2013 không? Dạ vâng. Dạ. Tết năm nay thì cộng đồng mình sẽ tổ chức vào đêm 29 Tết là đêm ngày 9 tháng 2 dương lịch. Tổ chức tại Shrine Club. Thì năm nay cộng đồng mình cũng có mời được ca sĩ Chú Giang Tử, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ca sĩ Nguyên Khang và ban nhạc Tia Nắng đến từ Charlotte. Chính vì năm nay mình tổ chức vào cái đêm giao thừa thì cũng có một vài tiết mục đặc sắc hơn những năm khác. Là năm nay mình có ở đây mình có trường dạy võ do võ sư Việt Nam, cũng có nhiều con em Việt Nam mình theo học trường võ đó, cho nên mình sẽ có một cái buổi biểu diễn võ thuật do các em cùng với võ sư Toán. Mình cũng có, ngoài múa lân và lì xì những cái mọi năm mình từng có thì cũng có màn ảo thuật cho các em, cũng như là có thổi bong bóng cho các em vui chơi, xổ số rất là đặc biệt năm nay. Và cũng tiện đây con xin phép bác cho con cảm ơn trước những mạnh thường quân đã bảo trợ cho cái Tết năm nay, là trước hết là chợ Sài Gòn đã bảo trợ 1.000, chợ Á Châu bảo trợ 2.000, và anh Quốc ở trên tiệm nail trên đường Hay Quốc đã hứa bảo trợ cho ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Và như vậy là chương trình năm nay chắc hấp dẫn lắm. Hình như có các trường đại học họ cũng tham gia phải không? Dạ, cảm ơn bác đã nhắc tới vấn đề này. Dạ, mỗi năm thì
cộng đồng mình vẫn có sự giúp đỡ của các anh em sinh viên ở hai trường lớn, đây là trường Clemson và trường USC ở Columbia. Thì năm nay các anh chị em sinh viên sẽ có những cái tiết mục múa rất là đặc sắc mà con đã được nghe qua. Và cũng tiện đây cũng xin cảm ơn tất cả quý anh chị em đã ủng hộ cộng đồng trong những cái sinh hoạt vừa qua. Thì cũng xin tiếp tục kêu gọi sự hưởng ứng của tất cả quý vị trong cộng đồng, đặc biệt là các mạnh thường quân. Thì chính nhờ những cái sự giúp đỡ của quý vị nên cộng đồng ta mới có được cái phương tiện để mà tổ chức những cái sinh hoạt cho tất cả cộng đồng. Xin cảm ơn anh Võ Phương, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trân trọng kính chào quý vị. Dạ, cảm ơn bác, cảm ơn quý vị.